Em Lanh GEC xây nhà cùng bạn. Công tác thi công khối xây vòm vỏ mỏng. Một, khối xây vòm kể cả khối xây lanh tô cuốn và vỏ phải dùng gạch đá có kích thước tiêu chuẩn, có thể sử dụng vựa xi măng hoặc vựa hỗn hợp để xây vòm. Hai, đối với xây vòm vỏ mỏng hình trụ, vỏ mỏng cong hai chiều, ván khuôn phải có kết cấu sao cho khi đỡ được phải đều nhau, cột chống dự ván khuôn thì phải đặt trên các nền gỗ hay hộp cát khô hoặc cột thép ống có chân chống điều chỉnh được. 3. Khi sai lệch kích thước của ván khuôn vỏ mỏng cong hai chiều so với thiết kế không được lớn hơn các trị số quy định đối với trị số độ vọng tại bất kỳ thời điểm nào là 1/200 trị số độ vọng của vỏ. Đối với độ xê dịch ván khuôn ở tiết diện dựa so với mặt phẳng là 1/200 trị số độ vọng của vỏ. Đối với chiều dày rộng nhịp vỏ 10mm thì những trị số này không dùng cho ván khuôn di động có vỏ lượn sóng. 4. Trước khi xây phải dựa vào cỡ gạch đá hiện có mà chia trước lên ván khuôn từ đỉnh xuống chân và điều chỉnh cho chặn viên gạch. Gạch đá dùng cho khối xây vòm và vỏ mỏng phải được ngâm nước kỹ trước khi xây và gạch có vết nứt, vỡ cong vênh phải đổi. 5. Vật liệu xây chỉ được sắp xếp dàn đều trên đỉnh khuôn vòm cuốn. Nếu không xếp được thì phải làm dàn giáo riêng để đặt vật liệu, phải tránh những va chạm mạnh và làm méo mó lệch ván khuôn. Chỉ nên đặt gạch đều bốn phía trên ván khuôn vỏ mỏng cong hai chiều. Để có ngôi nhà đẹp hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0962536895 và được tư vấn miễn phí.